Y yo quedo. Bán lại ta cho mày mua rượu. Thấy như nào nó sống. Thấy. Kêu. Thấy, cầm rổ đây này. Đang kia đi. Để nhiều thế. Nhiều.
nhiều thế. Đây con. Mùa này nó mới có hay sao chị? Ừ, mùa hè này nó có nhiều, nó bấu. Mỗi lần mới có mà. Đi xoáy đêm nhiều ác. Nhiều thế.
đấy lạ. Thôi. Mấy chị? 50.000. Cái gì đây cháu? Cái này chỉ đàn ông thôi. Đàn ông đi ơi, đàn bà. Sao không mày à? Món sầu rang, sầu chiên giòn, vâng ạ. Dài thế nhỉ?
Vàng xoải ấy. Cái này chắc là cân ăn hết nhỉ. Cơm đấy. Phải đảo chứ. Nó giòn này. Cái bản là trong dụng bụng của nó là rỗng hết. Rỗng, rỗng. Đây. Đây. Ăn cho được không? Đây. Ừ.
dưới đây. Với chị ấy kéo Thái ơi. Đập đi. Nào. Quên đấy, quên kéo. Đừng bẻ được. Bẻ được. Mà ngâm rượu vào.
Vậy lấy chị ít nước. Vâng, thế được ạ. Ba môn em có đi không?
vào cái gì nếu như đéo ngủ được. Dai ấy nhập dai nó cả cuống. Không phải là không nhạt được, nó dai. Ha ha ha!
con đi. Thank you.
không. Còn còn giỏ đi thấy nhỉ. Quán bẻ mất cái anh.
Thằng Hải này, thì bảo thằng Hải trong này nè, đây là
này, một cái loại như thế này này, đây là thực tế đây. Đây đây, cái loại đen xì nó khác nhá. Loại này của nó là khác nhá. Đấy, còn cái loại như này nó khác nè. Đúng rồi. Đầu tiên bây giờ có phải là những cái gì mà phải dành Tết không? Có người Tết thì không như thế.
đem hàng nước để uống. Thì là không còn cái dàn kia đặt cây suốt nhá. Nghĩa là cái ngán thôi vậy. Cô gái mèo ở trên kiểu cao. Lò ăn thì tổng cái cây bông bông. Yeah.
cồi ra rồi. Không bán đâu. Bà ba để cho ăn. Bà để cho nữa. Bà để bà lấy một cân đâu. Bà để cho chị không. Bà để cho chị lấy 5 lạng. Không ai biết được không, này không quen. Đấy. Thôi cháu không bán đâu, cháu bảo thật mà. Thôi 5 lạng được. Cháu 15 cắm chỉ cái dao tí thế. Cái dao này cắt khó. Đây. Ừ. Thì nó sao nó tắt máy. Thank you.
Không kể làm chua chua ngọt ngon này. Nào. Không ăn này để cho em. Ngon này. Thank you.
cháu nội Hà Nội về thế chỉ thích rau mang đi. Vài trăm nghìn nhân dân gì. Chú, chú phải mở thêm giọng kinh doanh đi. Ra phải mở nhiều bác. Trồng nhiều vào bọn cháu có quay mua hết. Cháu muốn là lên chợ ấy. Ở đây thì em đi bán luôn rồi. Vâng. Trên chợ nhiều người người ta muốn mua ít. Mình bán rẻ thì các bạn bảo sao lại bán rẻ thế, bảo có khổ đắt thì các bạn có mua không? Ừ. Bán rẻ ra các bạn cũng... Chạy vẫn đang chạy. Cái bó đấy 1 cân đây là hơn à, bó này á? Ừ. Cân cân bó cháu không biết là không chú bác lấy thêm 1 cân cơ ấy có tại con bán 10.000 là quá rẻ rồi bạn. Rẻ rẻ và ấy mà đó nó gì à? Nó trên trường mà không đây con mấy cái mua vé mà lấy đây sao cả lúc đó có
con nhãn đi. Không, mua cả nhãn nữa đi. Mua một mình, sống một mình mà. Anh cởi dai à đây. Mua cân nhãn của anh rồi. Anh cởi. Bỏ thì nó bỏ theo dai. Chẳng tốt. Đúng rồi, nó không luôn. Đấy, mua mà hạ con buồn. Đúng rồi, mua đẹp với bạn. Cho một món là nào? Lấy cái này nó vừa lấy kia ra. Không, em phải mang về ra mình cần qua được. Ba bố vẫn còn thớ gì? Quả là ít lấy một người ít thôi. Cho mỗi người ít. Hết rồi chứ. Đầu tiên bán này hả? Thì em bán mấy tháng. Ờ, em thấy em anh lấy chứ. Ở đâu? Không có sâu chưa đi à? Không có sâu cả. Ở đâu? Ở đây đâu? Nhá, tôi anh tí thôm nhá. Đâu? 2,7 thôi. Vâng, 2,7 anh. Đâu? 2,7. Ôi, chỉ có sâu chỗ này. Nhà anh Thắng đây. Bữa nay đang quay theo Trung Quốc cái này.
mấy cái thằng đấy đánh đi. Anh ở đây chẳng có anh cây cái chuyện gì. Sao em bảo em ra đây nha.
Hiền này còn thật, không biết nói dối.